giải thích cho cái sự sáng tác của mình đó, thì ông nói một cái câu mà đến nay thành một cái triết lý của ông, đó là tôi chỉ là một tên hát gông đi qua miền đất này để lại, để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo. Ảnh ở đây là một người mẹ già nè, với lại một hình ảnh người mẹ ôm một người con, ở đằng sau có cái búi tóc đằng sau nè. Bùi Hồ xin chào cô bác với anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại Sài Gòn và chính xác là thành phố Thủ Đức. Và đây là chùa Quảng Bình hay là nghĩa trang Quảng Bình. Hôm nay Bùi Hồ muốn tìm đến đây, tìm đến ngôi mộ, nơi an nghỉ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và nơi đây là cái lối đi vào nè. Hôm nay thì đi với Bùi Hồ thì có anh Hoa Lệ Sài Gòn, để tìm hiểu về cái sự nghiệp và cuộc đời sáng tác âm nhạc của một nhạc sĩ rất nổi tiếng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nha cô bác quý anh chị. Xa xa kia đó chính là cái ngôi chùa, và đây là cái khuôn viên nghĩa trang. Thì Bùi Hồ nghe anh Hoa Lệ nói là ông mất vào năm 2001 và ông được chôn cất tại nghĩa trang ở quận Thủ Đức này. Này lúc nãy thì Bùi Hồ vô đây có gặp một cái chú quản trang, có nói là hôm nay thì đến đây để viếng mộ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì chú chỉ gần là ở nơi đây. Ôi, ôi, anh Hoa. Xem tôi không? Ồ, mộ có trên lối đi vào của có nhạc sĩ thì có cái ngôi mộ đi vào có chiếc ô tô nè. Trên đó anh thấy gì không? Năm 95. Thấy không? Ở đây nè. Vitsor. Năm 2. Trần Toàn Vĩ mất năm 2009, muôn ngàn yêu thương thiên thần bé nhỏ của ba mẹ. Tên tiếng Pháp và tên tiếng Anh và tiếng tiếng Pháp. Ở đây là gì nữa? Cái dòng chữ được khác này. Đây là Trịnh Xuân Thanh, là mẹ của ông nè. Đó, sinh năm 21, mất năm 1991. Và đặc biệt ngôi mộ của mẹ của ông thì có hình cái con cá. Ở trên này thì cái tấm bia nó nhìn rất là khác. Tấm bia được làm theo một cái hình tam giác, và trên này có hình một người mẹ ôm người con. Anh Hoa, anh Hoa ơi, người mẹ ôm người con đúng không? Đúng rồi. Ở trong này nó có phía sau cái mặt của cái này nó có một cái này. Ở đây có hình một cái con cá nè, con cá này giống như một cái con cá chép đó cô bác quý anh chị. Ô, rất lạ ha. Ở phía sau này là chính là mộ của ông đây ha. Thì theo một số tìm hiểu thì ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có hơn 600 bài hát, và nổi tiếng nhất là bài hát Cát Bụi nè, đúng không? Đây là ngôi mộ của ông. Ông sinh năm 1939 và mất năm 2001, cô bác quý anh chị. Sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939, mất ngày 1 tháng 4 năm 2001. Thọ 62 tuổi, Trịnh Công Sơn. Nói về Trịnh Công Sơn thì quê hương ông là ở Huế. Ông là một nhạc sĩ, một họa sĩ, là một người rất là tài ba luôn. Nghe đồn rằng thì ông có rất là nhiều người tình nhưng mà không có người vợ. Và cái người mà thể hiện cái ca khúc thành công nhất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là ca sĩ Khánh Ly. Sự nghiệp của ông thì được sinh ra ở Huế, và sau này thì ông sinh sống ở Sài Gòn. Và ông thì được chôn cất tại quận Thủ Đức này. Xem kỹ là cái kiến trúc ngôi mộ ở đây á, thì có hai ngôi mộ rất là lạ, đó là của mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là bà Trịnh Xuân Thanh. Đó. Ở đây thì ông Trịnh Công Sơn lập mộ năm 91 và các em. Thì hình ảnh ở đây là một người mẹ già nè, với lại một hình ảnh người mẹ ôm một người con. Ở đằng sau có cái búi tóc đằng sau nè. Và đây là chúng ta thấy là theo kiểu mà kiến trúc theo kiểu mà những người am hiểu về nghệ thuật á, họ tự tượng nha. Đây là không Đây cái đặc biệt là ở trên tấm bia này Trịnh Công Sơn tự tay khắc cho một cái bài thơ ở đây nữa này, nhưng mà bây giờ nó đã
đây đã ấy rồi, ra khai nó rồi à, được thanh sắt 91 này ông, có một cái bàn thờ ở đây nữa nhưng mà bây giờ nó khai rồi không đặt. Đối với ông là một cái người mà rất là giàu giàu chất thơ và giàu tình cảm, nên thành nữ là ông ngay cả cái phần mộ thì được đúc bằng một cái phần bia á, được chạm trổ một cách rất là công phu. Đó là hình ảnh của ông đó, được đặt vào một cái tảng đá nguyên khối à. Ở dưới này là tên của ông, năm sinh. Ở dưới đây có các em Phụng Lập nè, ấy bằng máy. Và đây là hình ảnh của ông. Thì nãy giờ hai anh em có cái dự định tìm hiểu một cái người Quảng Trang ở đây để tìm hiểu về cái ngôi mộ của ông, tại vì thấy cái kiến trúc ở đây mộ rất là độc lạ. Ngồi ở đây ngồi đó giờ luôn. Đi phim đủ phải dán giấy đầy luôn. Dạ. Ăn buffet rồi luôn á. Buffet luôn hả? À. Là những người mà ta yêu dòng nhạc của ông hay cô ha? Đúng rồi. Vậy là ông là chôn là theo cái bậc thang đó luôn. À, chôn theo cái tầng cách đó con. Dạ. Con thấy cái mộ kế bên là mộ mẹ của ông hả cô? Đúng rồi. À, ba của ông thì chôn cắt đâu cô? Không biết, cô không rành nữa. Dạ. Thì nói chung hả, mấy cái băng nhạc sĩ rồi lên ca hát rồi mình dân thường tới rồi giống như là phụ quét dọn này cái nọ vậy thôi chứ đâu có tiếp xúc người ta. Cô biết gì về bài hát của ông không? Nhạc Tĩnh hả? Dạ. Nhạc Tĩnh thì cô chỉ thích cái bản Mùa Đông của anh thôi. Mùa Đông của anh ha. Hồi nó còn nhỏ đó, rồi cái nghe Nhạc Tĩnh đó rồi thích. Dạ. Ừ. Mà cô biết được nhiều tên bài của ông không? Nhạc Tĩnh Công Sơn cũng nhiều, nhiều tác giả hay lắm chứ bộ. Dạ. Như là cái gì ta? Từ cùng nhớ nhà Nhạc Tĩnh Công Sơn, Một Cõi Đi Về đồ phải không cô? Rồi với lại Cát Bụi. Cát Bụi là lâu rồi à. Cô thích ca sĩ nào hát và thể hiện cái bài của ông? Cô thích là nhất là ổng hát lại buồn. Ông hát à? Ừ, ông sáng tác, ông hát một bài sau cuối cùng mới chết á. Ờ, bài cuối cùng cũng chết là bài gì hay cô ha? Ờ, gửi lâu quá trời lâu rồi, cô đâu nhớ đâu. Dạ. Sáng tác xong rồi ông hát luôn, cũng dạy mà, cả là hát cái gì. Cô cũng đam mê văn nghệ lắm á. Theo chia sẻ của một cái cô mà sống ở đây á, thì đây là cái phần mà nơi ông an nghỉ nè. Gọi là cái bậc tam cấp này là chính xác. Ờ, ở trên đây thì có trồng cái cây đó là cây phát tài. Đó, và nơi ông thì theo chia sẻ thì cô này nói thì làm chỉ đơn giản vậy thôi. Và đến mỗi năm á, thì đến cái ngày giỗ của ông á, thì những người mà đam mê cái dòng nhạc Trịnh của ông á, người ta thường tổ chức ca hát ở đây. Và nơi đây người ta sẽ tổ chức ca hát, người ta ôm lại những cái bài hát mà ông đã cống hiến cho cái nền âm nhạc của Việt Nam á. Bởi vậy mới vô mình không có để ý, mình tưởng là phần mộ trên kia, đây là chỉ là cái chỗ mà đứng để mà thắp nhang. Đúng gì? Rồi. Nên hồi nãy nhiều người thường nhầm bởi vì cái lư hương nó khuất ra cái bụi cây này rồi. À, nên lúc nãy á là mình em thấy cái lư hương đây, em nghĩ là cũng là phần mộ đây. À. Không, nếu mà thấy cái lư hương này thì mình nghĩ ra cái phần mộ ha. Đúng rồi. Còn mà không nó khuất cái cây thì nó không thấy cái lư hương này thì mình cứ nghĩ ở trên kia cơ. À, đây là cái khuôn viên ngôi mộ mà chắc có những cái dòng họ rất là nhiều người khá giả. Và đặc biệt đúng. Là ông nằm ở đây rất là thanh tịnh luôn, và cái ngôi mộ của ông ở trong cái khuôn viên này đó em thấy nó rất là độc đáo anh ha. Và đặc biệt là nó không giống những cái ngôi mộ khác. Ừ, khác luôn đó. Về cái cấu trúc, về cái kiến trúc của ngôi mộ á, về cái tấm bia ở trên kia nè, của cụ hình của ông nè, và cái chữ của ông nó thể hiện một cái sự thi văn của ông. Ông là một nhà thơ nữa mà, một nhạc sĩ, một cái tính lãng mạn á, nên mình thấy rất là khác. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Hoa Lệ đến đây với một cái mục đích duy nhất là chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem về cái ngôi mộ của một nhạc sĩ rất là nổi tiếng và tài ba ở Việt Nam, đó là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì mình nhắc lại cô bác quý anh chị một lần nữa thì ông là một người ở Huế, sinh ra ở Huế nhưng mà lớn lên thì sống ở Sài Gòn.
sau khi mất năm 2001 thì ông an nghỉ ở đây đến thời điểm này luôn. Có một số thông tin là sau này sẽ ông sẽ về Huế có không anh Hoa? Theo cái thông tin chưa chính thống thì trong năm nay nó sẽ gia đình sẽ tính cái chuyện mà di dời, nhưng mà hiện tại tới bây giờ vẫn chưa có cái kế hoạch cụ thể để di dời về Huế. Thì chắc là cũng một thời gian nữa mới có được cái thông tin chính thức. Là, cái đó là chỉ là nghe thời... chưa chính thống ha. Ừ, đúng rồi. Ở đây thì hai cái phần mộ của mẹ và phần mộ của ông là nó khác lạ so với những cái đúng, so với những cái bộ phần trong bộ cái khuôn viên này là... đúng không? Một lần nữa thì phải nói là khi mà lúc nãy Bùi Hồ có ra ngoài lộ hỏi ngay cả một cái cô quản trang ở đây thì mình không nói một chú bán vé số, hỏi chú ơi chú bán ở đây đó giờ nó chú ngày nào cũng bán ở đây, và hỏi chú biết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không, thì ông trả lời với Bùi Hồ một câu à, ôi Trịnh Công Sơn có rất là nhiều bài nổi tiếng luôn và ông có rất là nhiều bài hay mà hàng ngày thì đi bán vé số về đến thời điểm này ông vẫn nghe. Mà Bùi Hồ thích nhất á, là cái bài hát đó là Một Cõi Đi Về, rất là ý nghĩa. Đôi mắt ha. Rất là hay đó. Đúng là một người họ tạc rất là người cực có hồn. Họ chắc là một người rất là yêu không? Nghĩa là yêu cái dòng nhạc đúng không ha? Ha. Anh thấy không? Dưới này họ đã cắt luôn trong cắt đó. Cắt máy rất tinh vi ha. Đá này là đá xanh. Ở dưới này thì đá hoa cương ha. Đây là cái người ta thường cắm nhang ở đây nữa nè. Mình thì chia theo cái cô kia thì chia sẻ đây là tam cấp, nhưng mà theo anh Hoa thì lại có một ý kiến ngụ ý của người xây mộ như thế này thể hiện cái sự thăng trầm cái những cái cung đàn ha. Thưa cô bác quý anh chị, nói về cuộc đời của Trịnh Công Sơn thì ông là một người rất tài, và ông từng nói giải thích cho cái sự sáng tác của mình đó, thì ông nói một cái câu mà đến nay thành một cái triết lý của ông, đó là tôi chỉ là một tên hát gông đi qua miền đất này để lại, để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo. Đọc lại một lần nữa cô bác quý anh chị nghe. Tôi chỉ là một tên hát gông đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo. Ông là một nhạc sĩ tài ba, nhưng ông chỉ nói ông là một tên hát gông thôi. Ông và nói về sáng tác của ông thì ông có rất là nhiều cái thể loại như là tình yêu nè, về cái cõi đời mình á, cái bụi đó. Nên ông có một cái câu là để nói lên những giấc mơ đời hư ảo. Ông cho rằng cái cuộc đời này chỉ là hư ảo thôi. Cõi tạm. Thì một lần nữa thì Vương Hồ xin chân thành chào cô bác quý anh chị. Hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Thì đây là một cái video clip để viếng thăm một cố nhạc sĩ tài ba của hai anh em, chứ không nhằm mục đích gì khác. Nếu như mà ở nhà những người thân có thấy được thì cũng xin vui lòng bỏ qua, cũng như là chia sẻ thông tin này cho tất cả mọi người biết, để có thể đến đây thắp hương ông, những người mà đã từng ngưỡng mộ ông. Ngay cả anh mà hai anh em á, thì anh Hoa thì biết là ông an nghỉ ở Thủ Đức thôi, nhưng mà không biết nơi nào, và tìm đến đây thì anh em cũng tìm rất là khó khăn. Và đến đây thì ngoài mục đích duy nhất là viếng mộ ông, một nhạc sĩ tài ba, và quay lại một cái thước phim này cho cô bác quý anh chị xem. Mong cả nhà hoan hỷ. Có gì bỏ qua xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.